Và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Tôn Hàn để dõi theo trận tứ kết của giải vô địch bóng đá sân nằm trên Cúp Hội Đông Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đối đầu giữa Lộc Thịnh FC và các cầu thủ Thúy Sơn FC. Như vậy là ở hiệp 1 thì các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ sẽ bảo vệ phía tay trái của quý vị đang xem với trang phục áo hồng và quần xám, còn các cầu thủ Thúy Sơn họ sẽ bảo vệ phía tay phải của chúng ta với trang phục áo xanh và quần xanh. Đứng trước bóng lúc này đang là cầu thủ mang số 6 của các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Lộc Thịnh FC họ đến với trận tứ kết này với vị trí là nhì bảng A. Còn các cầu thủ Thúy Sơn họ đến với trận tứ kết này
với vị trí là của Nhất Bằng C. Dứt điểm. Đó là cú đá đầu tiên của các cầu thủ Lồng Thịnh FC. Đó là pha ra chân của Sĩ Tùng. Quả đá phạt góc đầu tiên. Điều khiển trong trận đấu này vẫn đang là tổ trọng tài đến từ Liên đoàn bóng đá Phủi của miền Đông. Trọng tài số 1 đang là ông Văn Thắng và trọng tài số 2 đang là ông Tiến Trần. Những trọng tài rất uy tín của bóng đá Phủi. Ở buổi sáng ngày hôm nay thì ông Tiến Trần cũng đã bắt trận chung kết ở giải vô địch bóng đá Tứ Hùng tranh cúp Ca Cộc Arena lần thứ nhất năm 2022. Rất nguy hiểm. Không có bàn thắng cho các cầu thủ Thúy Sơn. Một bầu không khí vô cùng sôi động đã diễn ra ở sân bóng Anh Dũng của chúng ta. Để quý vị và các bạn theo dõi, chúng ta cùng điểm qua những cái tên sẽ có mặt ở sân bóng Anh Dũng ngày hôm nay. Lồng Thịnh FC ở trong khung gỗ cỏ đang là Lê Cương Máu số 1, các cầu thủ số 11 Sĩ Tùng, số 10 Văn Đạt, số 4 Văn Tuấn, số 8 Quang Đức, số 18 Văn Sơn mang đội trưởng, số 5 Văn Hải, số 7 Minh Hải và số 9 Văn Vương, số 17 Quốc Quân và số 36 là Lê Cương. Còn Thúy Sơn FC họ đến với sân Anh Dũng của chúng ta 14 cái tên rất chất lượng. Ở trong khung gỗ của họ đang là Văn Hoàn mang áo số 1, các cầu thủ số 6 là Tuấn Viện, số 88 Phạm Kiệm, số 36 Văn Huy, số 11 Phạm Thúy, số 10 Phạm Hoài, số 2 Xuân Tùng, số 9 Văn Tuấn, số 87 Lê An, số 0 Văn Hải, số 19 Văn Đại, số 8 Lê Quang, số 7 Văn Đậu và số 92 là Xuân Ngọc. Các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ nằm ở bảng A với vị trí là nhì của bảng A, họ cũng đã có 6 điểm. Đá biên cho Lộc Thịnh FC. Pha lấy bóng tốt. Đá biên cho các thủ Thúy Sơn. Ở trong khung gỗ của Thúy Sơn FC đang là Văn Hoàn. Đây đã là trận đấu loại trực tiếp và chắc chắn hai đội sẽ phải chơi rất cẩn trọng. Văn Tuấn. Đó là tình huống đá biên dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Văn Tuấn rất nguy hiểm. Sẽ có quả đá biên dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh. Chúng ta đang được thấy những hình ảnh từ giải bóng đá sân nằm tranh cúp Hội đồng hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam lần thứ 5 năm 2022 đang diễn ra ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Không được. Đó là tình huống lắc đầu của Phạm Hoài. Rất nguy hiểm. Sẽ có quả phạt góc. Ở những phút vừa qua thì hai đội vẫn đang chơi khá thận trọng. Phản công. Không được. Đó là đường chuyền của Phạm Hoài. Sẽ có quả đá biên dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Văn Tuấn. Sĩ Tùng. Đường chuyền hay. Đường chuyền rất hay của cầu thủ màu số 11, đó là Sĩ Tùng. Người có pha lắc đầu đó là Văn Đạt. Một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng dành cho Lộc Thịnh FC. Pha chạy chân tốt. Phạm Hoài.
Phạm Hoài đã mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay. Thúy Sơn họ đã vươn lên dẫn trước ở ngay ở những phút đầu tiên. Một pha lắc đầu mà chúng ta liên tưởng tới bàn thắng của Lê Công Vinh ở AF Suzuki năm 2008. Một pha đánh cầm đánh đầu ở một đẳng cấp rất cao. Nhưng mà là Thúy Sơn họ đã vươn lên dẫn trước. Trận đấu sẽ trở nên cực kỳ đáng xem với những phút còn lại. Đúng là ngày hội của bóng đá thực sự. Ở rạng sáng này lúc 2:30 theo giờ Việt Nam của chúng ta thì trận UEFA Champions League cũng đã diễn ra, khi mà Real Madrid đỏ đã vượt qua Liverpool với tỷ số tất nhập côi. Đó là tình huống dứt điểm của Lê Quang. Và chỉ có quạt phạt góc cho các cầu thủ Thúy Sơn. Đây là quạt phạt góc đầu tiên. Như vậy là những tiếng kèn vuvuzela đang có mặt ở sân bóng Anh Dũng của chúng ta. Tiếng kèn vuvuzela đã tái hiện ở World Cup dứt điểm. Ở World Cup năm 2010 ở Nam Phi. Một tiếng kèn vuvuzela đã đi vào huyền thoại, đã đi vào lịch sử của bóng đá thế giới. Trận đấu đang diễn ra quá căng thẳng và nó còn căng hơn giữa cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Phản công nhanh, Thúy Sơn đã cất sân bóng coi. Không thể có pha dứt điểm của Văn Động. Trận đấu đang diễn ra quá hay. Đúng là một trận đấu đỉnh cao. Đây đã là trận tứ kết rồi và sẽ không có bất cứ sai lầm nào. Lộc Thịnh phản công, chân tay, đấy là Khôi. Không thể có pha ra chân của Văn Đạt. Sẽ có tình huống đá biên. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời các cổ động viên. Các cổ động viên quá khích. Không có bàn thắng. Đó là tình huống đá biên. Ông Văn Thắng đang rất nghiêm khắc ở những tình huống đá biên. Không được. Ôi! Đó là pha ra trận của Văn Tuấn. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía Thúy Sơn FC. Một bầu không khí vô cùng sôi động đã diễn ra ở sân bóng Anh Dũng của chúng ta. Không được. Đường mở bóng là của Sĩ Tùng. Không được. Tuấn Viện đang chờ ở vị trí thấp nhất nơi hàng phòng ngự của Thúy Sơn. Và chúng ta nói ở vị trí đó là vị trí của Phi Sô. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao. Không vào. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Và đó là pha lập công của cầu thủ mang áo số 6. Cầu thủ mang áo số 6 cũng chưa thể có dền dòng danh sách đăng ký của chúng tôi. Hai đội đã trở về vạch xuất phát. Một đều rồi. Chỉ ít phút khi mà cầu thủ Thúy Sơn họ có được bàn thắng thì Lộc Thịnh FC họ đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Đúng là trận đấu của những người con ở xứ thanh quê ta luôn là rất náo nhiệt và luôn quyết liệt ở những từng pha bóng. Đây là Văn Tuấn. Văn Tuấn dứt điểm. Vẫn đang là các cầu thủ áo hồng. Sĩ Tùng không có suy nghiệm. Và trong khung gỗ đang là Văn Hoàn và đang thi đấu rất chắc chắn. Coi! Đó là tình huống dứt điểm của Văn Động. Đó là tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC.
Sĩ Tùng, lại là Sĩ Tùng, coi không thể có pha ra trận của Sĩ Tùng. Sân Anh Dũng của chúng ta đang có sức chứa khoảng 500 cổ động viên và không còn một chỗ trống nào nữa rồi. Văn Hải, Văn Hải đang là cầu thủ có độ tuổi cao nhất trên sân với độ tuổi là 37 tuổi 9 tháng và 14 ngày. Đấy là bôi. Đó là tình huống dứt điểm lỗi của Văn Đậu. Văn Đậu đang chơi ở vị trí cao nhất mà người ta gọi là vị trí của pivot. Văn Đậu sẽ có tình huống đá biên dành cho cầu thủ áo hồng. Rất khẩn trương. Sĩ Tùng phản công nhanh, 1-2. Văn Đậu pha đẩy bóng hơi dài của Văn Đậu. Thời tiết ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đang là rất lý tưởng khi mà nhiệt độ ngoài trời chỉ là 32 độ C. Một tính chất của trận đấu loại trực tiếp và hai đội đang thời trời khá thận trọng. Đã có tiếng còi. Điều khiển trong trận đấu này vẫn đang là tổ trọng tài đến từ Liên đoàn bóng đá Phủi của Miền Đông. Trọng tài thứ nhất đang là ông Văn Thắng, trọng tài thứ hai đang là ông Tuyến Trần. Đây là hai vị vua áo đen đã khẳng định được tên tuổi của mình ở giới Phủi của trọng tài Miền Đông. Và không phải ngẫu nhiên hai vị vua áo đen này có mặt ở trận đấu ngày hôm nay để điều khiển trận đấu cực nóng. Một trận đấu quá căng thẳng. Văn Đậu đá biên cho cầu thủ áo xanh. Đây là giải bóng đá mini sân nằm tranh cúp Hội đồng Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam lần thứ 5 năm 2022 được tổ chức tại sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một mặt sân của Cam Nưu, một mặt sân quá đẹp, và chủ sân cũng là một người con ưu tú của Ngọc Lặc FC, đó là ông Trung Bùi. Ông Trung Bùi cũng là một siêu Phủi. Không có dứt điểm. Văn Hải, Văn Hải phải lấy bóng tốt là của Sĩ Tùng. Sĩ Tùng dứt điểm. Đó là cú đúp, cú đúp của Xavi Hernandez và tỷ số đã được nâng lên thành 2-1. Rất nhanh và rất nguy hiểm. Trước đó là pha xử lý cực kỳ hay là của Sĩ Tùng. Tiếp tục là một pha dứt điểm. Đó là tình đá ở hướng đá biên dành cho Lục Thịnh FC. Không có dứt điểm. Phản công nhanh, đây là coi. Đã có tiếng còi. Rất nguy hiểm. Cú đá rất căng là của Văn Tuấn. Văn Tuấn là một trong những cầu thủ rất đáng chú ý ở trận đấu ngày hôm nay. Một cú đá rất chất lượng, nhưng Văn Hoàn vẫn đang thi đấu khá tập trung. Không thể trách bàn thua của cầu thủ Thúy Sơn khi mà Văn Hoàn cũng đã thi đấu tốt. Trường Sa Vi, Trường Sa Vi, cầu thủ đã có một cú đúp. Vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Lê Quang, vẫn đang là Lê Quang. Sẽ có tình huống đá biên. Đúng là những trận đấu của những người con xứ Thành luôn là rất quyết liệt và máu lửa. Giải đấu này nói đến không với bạo lực bóng đá và hai đội vẫn đang thể hiện tốt. Chỉ có một đội
sẽ bước vào trận bán kết. Theo như chúng tôi mới nhận được thì chiếc cúp vàng của Quốc hội Đồng Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam nặng khoảng 16kg và mạ vàng 24K. Và đội nào sẽ lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay? Một giải đấu chất lượng, một giải đấu uy tín nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa những người con xa phương của Thanh Hóa của chúng ta. Như chúng ta cũng đã biết, Thanh Hóa của chúng ta đã sản sinh ra rất nhiều những tài năng như Mai Tiến Thành và đặc biệt là Văn Thắng. Và chúng ta cũng còn nhớ một cái tên rất nổi tiếng như Hoàng Đình Tùng. Sẽ có quả đá phạt. Đó là một tình huống tác động của một cầu thủ bên phía các ông thủ Lộc Thịnh FC. Đó là tình huống phạm lỗi của Văn Vương. Rất tốt. Trước đó là pha xử lý của Văn Hải. Rất nguy hiểm. Chút nữa thôi thì đã có bàn thắng cho các cầu thủ Thúy Sơn. Trước đó là tình huống nỗ lực của Phạm Hoài. Hai đội vẫn đang tấn công mãn nhãn. Văn Đậu vẫn đang là cầu thủ có dành. Ôi! Phản công. Đó là tình huống ra chân của Lê Quang. Đây là quả phản công thứ ba cho các cầu thủ Thúy Sơn. Không có siêu nghiêm. Phản công nhanh. Trường Sáu Vy. Vẫn là Trường Sáu Vy. Không thể qua được Văn Hải. Văn Hải. Văn Đậu. Vẫn đang là Văn Đậu. Ở những phút vừa qua thì tỷ lệ kiểm soát bóng của Thúy Sơn đang là khá nhỉnh. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lên tới 58%. Nhưng các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ vẫn đang chơi rất kiên cường. Sẽ có một phút hội ý dành cho các cầu thủ áo xanh. Một phút hội ý cần thiết khi mà các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ vẫn đang thi đấu cực kỳ tập trung. Đúng là trận đấu này không dành cho những người yếu tim. Một trận đấu quá căng thẳng mà người ta ví von như cuộc gặp giữa Mỹ và Triều Tiên. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Thúy Sơn khi mà họ đã có bàn thắng từ rất sớm. Những bàn thắng cực kỳ quý giá của một cú đúp của Trường Sa Vy đã giúp các cầu thủ Lộc Thịnh FC có được hai bàn thắng và tạm thời vươn lên với tỷ số 2-1. Đây là Trường Sao Vy. Trường Sao Vy không phải là cầu thủ có thể hình tốt, nhưng bù lại anh có được khả năng bền bỉ, cũng khả năng càn lướt tốt và xử lý ở bóng ở phạm vi hẹp là ở một đẳng cấp rất cao. Đây là khối phản công. Phạt bóng bài của Văn Tuấn. Dứt điểm. Đó lại là tình huống áp sát của Trường Sao Vy sau nỗ lực ở hành lang bên trái của Sĩ Tùng. Vâng, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cổ động viên cũng như của hai đội chúng ta hãy đứng gọn vào để chúng tôi tác nghiệp. Vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Lê Quang rất hợp lý. Phạm Hoài không được. Đây là Văn Tuấn. Văn Đậu đường trung viên hay. Tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Thúy Sơn. Chưa thể biết đội nào sẽ vào chơi trận bán kết, nhưng hai đội vẫn đang thi đấu quá hay. Đó sẽ là tình huống đá biên dành cho cầu thủ Lộc Thịnh. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 cũng đã hết. Và có lẽ hai đội sẽ cầm nhận đầu hóa với thứ 2 một pha. Đó là Lê Quang. Lê Quang đã cân bằng tỷ số 2 đều. Nhưng dấu ấn đậm nét là của Văn Đậu. Văn Đậu là làm tất cả những gì có thể. Và công việc còn lại
của Lê Quang là tương đối đơn giản. Hai đội đã trở về vạch xuất phát và tỷ số đang là 2-2. Đã có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội. Một trận đấu man nhan. Không được. Vẫn còn. Pha hồi chưa tốt của Trường Giao Vi. Sẽ có tình huống đá biên dành cho các cầu thủ Thi Sơn. Ở trận đấu ngày hôm nay đã có khoảng 800 vé được bán hết và không còn một chỗ trống nào nữa rồi. Hai đội đóng vẫn chất tấn công. Ôi! Không thể có bàn thắng. Văn Tuấn không được. Vâng, như vậy là đúng lúc này thì ông Văn Thắng cũng đã nổi còi kết thúc hiệp một trận tứ kết giữa các cầu thủ Lộc Thịnh và cầu thủ Thúy Sơn. Hai đội cầm chân nhau với tỷ số 2-2. Một hiệp một quá hay và chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút để trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân Anh Dũng để theo dõi trận tứ kết giữa các cầu thủ Lộc Thịnh FC và các cầu thủ Thúy Sơn. Ở hiệp 1 thì hai đội đã tạo ra một thế trận mãn nhan với 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội. Và chắc chắn ở hiệp 2 này thì hai đội sẽ phải quyết tâm rất lớn để có mặt ở trận bán kết. Đây là giải mini sân nằm tranh Quốc hội Đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền phía Nam. Lần thứ 5 năm 2022, các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ nằm ở thứ hai của bảng A, còn cao thủ Thúy Sơn họ đứng đầu của bảng C. Như vậy là hiệp 2 cũng đã được bắt đầu. Văn Đậu cũng đã thi đấu tốt ở hiệp 1. Không được. Pha chạy chân tốt của Văn Vương. Một bầu không khí vô cùng sôi động đang diễn ra ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương của chúng ta. Không có pha phạm lỗi. Trường Sa Vi không được, không thể có tình huống khống chế của Phạm Hoài. Đá biên cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Ở hiệp 2 thì các cầu thủ Lộc Thịnh họ sẽ bảo vệ phía tay phải của chúng ta với trang phục áo hồng và quân xám. Là vào, đó là
Trường Sa Vy và một cú hat-trick. Thật không thể tin nổi, đây là cú hat-trick thứ 32 của anh ở trong màu áo của Lộc Thịnh FC. Một pha xử lý ở một đẳng cấp rất cao. Và một lần nữa thì các cầu thủ Lộc Thịnh họ lại vươn lên dẫn trước ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Và lại một lần nữa thì các cầu thủ Thúy Sơn họ lại phải rượt đuổi tỷ số. Phản công cho Thúy Sơn, cầu thủ có pha dứt điểm. Trường Sa Vy, Trường Sa Vy và lại bóng tốt của Văn Động. Văn Động phạm ngoài, phạm ngoài Văn Động và lại bóng tốt. Tình huống xử lý của Văn Đạt, giật tay vẫn đang là Thúy Sơn FC. Phạm ngoài, Văn Động đường chuyền tốt. Và sút điểm ở góc hẹp là của Lê Quang, sẽ có quả phạt góc dành cho cầu thủ Thúy Sơn. Không được. Như vậy là chúng ta hãy chờ xem. Rất may cho, rất may cho cầu thủ Lộc Thịnh FC khi mà bóng đã ở ngoài vạch gùi. Nhưng đây cũng là một cơ hội không thể tốt hơn dành cho cầu thủ Thúy Sơn để họ có thể có bàn thắng để cân bằng tỷ số 3 đều. Đứng trước bóng lúc này đang là hai cầu thủ áo xanh, Văn Hải. Lê Quang cũng là một trong những phương án quả đá này. Lê Quang chưa có tiếng còi và sẽ có chiếc tay vàng được rút ra. Đây là chiếc tay vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay và nó được dành cho Văn Hải. Khi mà chưa có tiếng còi thì Văn Hải đã có thực hiện một quả đá phạt nhanh, nhưng Văn Thắng đã rất nghiêm khắc. Một trận đấu derby, một trận đấu nảy lửa thì không thể thiếu những vị vua áo đen uy tín và rất nghiêm khắc. Văn Hải đó lại là Văn Hải. Đúng là khi cần thì Văn Hải có, mà khi khó thì đã có Văn Hải. Và tỷ số đã được cân bằng 3 đều. Đúng là một trận đấu diễn ra quá hay. Cho dù đội nào có mặt ở trận bán kết cũng là hợp lý thôi, khi mà 3-2 đội đang thể hiện một trận đấu đỉnh cao, một trận đấu mãn nhãn. Khoảnh khắc lóe sáng của Văn Hải đã giúp cầu thủ Thúy Sơn có được điều mình cần, đó là bàn thắng. Nhưng các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ đã chơi vệ sinh tập cao. Và đó lại là tình huống dứt điểm của Trường Sa Vy. Để tập hợp những đội bóng của những người con xứ Thành là cả một vấn đề. Đã được tổ chức một giải đấu như thế này sẽ có rất nhiều những trông gai. Những bàn tổ chức của giải đấu năm nay vẫn đang đi theo đúng lịch trình của ban tổ chức. Ông Ngọc Thắng cũng đã từng bắt ở giải hạng nhất quốc gia và không phải ngẫu nhiên và ông có mặt ở trận đấu ngày hôm nay. Văn Tuấn sẽ có tình huống đá biên. Văn Tuấn sẽ có tình huống phát bóng lên. Trận đấu đang diễn ra rất khẩn trương. Nếu tỷ số này được giữ nguyên thì hai đội sẽ bước vào những loạt đá cân não. Và chắc chắn không đội nào muốn bước lên những loạt đá may rủi cả. Trận đấu vẫn đang diễn ra quá căng thẳng. Không thể có tình huống đấy đâu. Văn Hải, đó là pha dứt điểm thẳng của Văn Hải.
Bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của Lê Cường. Rất may bóng đi ngoài khung gỗ của Lê Cường. Phạt đập bóng an toàn. Tiếp tục là một tình huống đá biên. Có lẽ Lộc Thịnh, cả Lộc Thịnh và cả Thúy Sơn muốn định đoạt ở 40 phút thi đấu chính thức ngày hôm nay. Tiếp tục là quả phạt góc. Đó là tình huống bật nhảy của Văn Vương. Chưa thể biết đội nào sẽ đi tiếp. Sẽ có quả đá biên. Tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho Thúy Sơn. Văn Hải. Đó là tình huống hỗ trợ tốt của Văn Vương. Tấm vây bán kết vẫn đang chia đều cho cả hai đội ở trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số vẫn đang là 3-3. Văn Hải đã là cầu thủ ghi bàn thắng ở tình huống cố định để đưa hai đội trở về được xuất phát. Văn Hải và xử lý tốt chuyến sau đi. Văn Hải vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Quả phản đối tốt, đây là Khôi. Quả thêm dứt điểm. Không vào. Đó là pha dứt điểm của Phạm Đại. Vẫn đang là Hồ Tịnh FC. Để chuyển không thành công của Sĩ Tùng. Vẫn còn. Minh Hải. Không được. Vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Văn Hải. Vẫn đang là Văn Hải. Không có quá nhiều khoảng trống cho Văn Hải ở những phút vừa qua. Sẽ cần rất nhiều sự hỗ trợ đến từ các đồng đội của mình. Tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Lê Quang. Phải chỉ chắn không thực sự thành công của Văn Đậu. Vẫn đang là cầu thủ Thúy Sơn. Rất đáng tiếc. Phải ra trần là của Lê Quang. Anh đã bị mất trụ ở tình huống đó rồi. Trường Sao Vi đã có tiếng còi. Một pha xử lý rất kinh nghiệm của Trường Sao Vi. Và người đã bị mắc bẫy ở tình huống đó rồi, đó là Văn Hải. Quả đá phạt này kết khung thành của Lê Cường. Bóng 11m. Bóng sút là rất rộng và đứng trước bóng lúc này đang là cầu thủ mang áo số 11 của Lộc Thịnh FC, đó là Sĩ Tùng. Sĩ Tùng là một chuyên gia đá phạt. Và liệu Sĩ Tùng có giúp các cầu thủ Lộc Thịnh FC có được lợi thế ở quả tình huống này không? Không được. Vẫn đang là một bầu không khí vô cùng sôi động đang diễn ra ở sân bóng Anh Dũng của chúng ta. Đã có tiếng còi của ông Văn Thắng. Và có vẻ như ông Văn Thắng đang phải nhắc nhở. Ông đang nhắc nhở Văn Hoàn. Văn Hoàn là chân giữ trong khung gỗ của thông thủ các cầu thủ Thúy Sơn. Không được. Phản công nhanh. Rất hợp lý. Đó là Khôi. Và hỗ trợ rất hay. Đó là tình huống lăn xả.
cầu thủ màu số 19 rất nguy hiểm. Đó là cú đá của Minh Hải. Minh Hải vẫn chưa thể giúp cầu thủ Lộc Thị FC vươn lên dẫn trước vào những phút vừa qua. Đó là tình huống phát bóng lên. Các cầu thủ Thái Sơn họ cũng đang rất cần trường, nhưng ở trong khung gỗ. Đã có tiếng còi. Ở trong khung gỗ thì Lê Cường vẫn đang chưa tốt. Sẽ có tình huống đá biên. Rất đáng tiếc. Không vào. Đó là tình huống ra trận của Lê Quảng. Một pha nỗ lực của hành lang bên phải của Lê Quảng. Chưa thì biết đội nào sẽ đi tới trận bán kết, nhưng mà hai đội đang thể hiện là quá hay ở những phút vừa qua. Đội nào vào trận bán kết cũng là hoàn toàn xứng đáng thôi. Một thế trận đôi công mãn nhan. Đây là quả phạt góc thứ tư dành cho các thủ thành Văn Đậu. Đá biên cho Lộc Thị FC. Phản công nhanh. Không thể có pha dứt điểm của Phạm Hoài. Phần 3 thời gian thi đấu chính thức của trận đấu đã trôi qua. Và hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 3 đều. Đang có chấn thương của Lê Cương. Nếu như Lê Cương mà không thể tiếp tục thi đấu thì sẽ là một bất lợi rất lớn đối với Lộc Thị FC. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Văn Đậu rất nguy hiểm. Đó là tình huống ra chân của Văn Hải. Trường Sa Vi không thể qua được hai cầu thủ áo xanh. Đấy là không vào. Đó là tình huống ra chân của Văn Đậu. Đúng là người sút cũng giỏi mà người bắt cũng tài. Cú đá rất hay là của Văn Đậu, nhưng pha đổ người của Lê Cương là hoàn hảo. Lê Cương có chiều cao 1m78 và sải tay là 1m42. Anh đã cứu thua. Một tình huống ngoạn mục dành cho các cầu thủ Lộc Thịnh. Tỷ số vẫn đang là 3 đều và thời gian của trận đấu không còn nhiều nữa. Lại là pha xử lý rất an toàn nữa của Lê Cương. Đây là Văn Hải. Văn Hải vẫn còn rất khéo léo. Sẽ có tình huống đá biên dành cho Lộc Thị FC. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu và hai đội đang chơi rất thận trọng. Nếu đội nào có bàn thắng ở những phút nhạy cảm như vậy thì sẽ là một lợi thế không hề nhỏ. Tiếp tục là một quả đá biên dành cho cầu thủ Thúy Sơn. Văn Hải
vẫn đang là Văn Hải. Văn Hải vẫn đang là niềm cảm hứng trên sân. Văn Hải không thể qua được ba cầu thủ áo hồng. Dứt điểm vào. Đó là Trường Sa La. Trường Sa La đã có một cú bốc cờ để đưa các cầu thủ Lộc Thiên FC vươn lên dẫn trước 4-3 rồi. 4-3 cho Lộc Thiên FC. Đúng là một đạo diễn Hollywood cũng không thể có một tác phẩm nghệ thuật như bây giờ. Một tác phẩm kinh điển vẫn còn. Pha vào bóng của Văn Tuấn vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Không vào. Và ra chân là của Lê Quang. Như vậy là các cầu thủ Thúy Sơn cũng như đó là Lộc Thịnh FC họ sẽ được hưởng quyền hội ý một phút. Một phút hội ý cần thiết khi mà các cầu thủ thay Thúy Sơn họ đang tràn lên tấn công. Đó là những sự điều chỉnh. Thời gian vẫn còn cho các cầu thủ Thúy Sơn. Thì một khoảng cách lúc này chỉ là một bàn mà thôi. Tổng tỷ số lúc này đang là 4-3 nghiêng về phía các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Đúng là sau trận đấu này thì Trường Sa Huy cũng sẽ có những lời mời ở những câu lạc bộ lớn của bóng đá Vội Bình Dương. Một mình anh đã cáng đáng nguyên hàng công của các cầu thủ Lộc Thịnh. Thời gian thi đấu không còn nhiều và các cầu thủ Lộc Thịnh họ cũng đang chủ động chơi chậm để bảo vệ thành quả mong manh của mình. Phản công Trường Sa La vẫn đang là cầu thủ xanh. Như vậy là đã có tiếng còi, đang có một chấn thương, đang có chấn thương của Lê Quang. Và ông Ngọc Thắng cũng như ông Tuyến Trần đã phải dừng trận đấu lại. Đang có một chấn thương khá nghiêm trọng của Lê Quang. Những phút cuối cùng của trận tứ kết giải vô địch bóng đá sân nằm trên Cúp Hội Đồng Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam lần thứ 5 năm 2022, cuộc đối đầu giữa Lộc Thịnh và Thúy Sơn. Tỷ số tạm thời lúc này vẫn đang là 4-3 nghiêng về phía các cầu thủ Lộc Thịnh FC. Một cú bốc cờ của Trường Sa Huy. Trận bán kết chỉ còn cách các cầu thủ Lộc Thịnh FC ít phút nữa thôi. Và liệu các cầu thủ Lộc Thịnh FC họ có bảo vệ thành quả được mong manh này hay không? Khi mà sức tấn công của các cầu thủ Thúy Sơn vẫn đang là khá lớn. Văn Hải. Vẫn là Văn Hải. Tất cả các cầu thủ ông họ đã về phần sân nhà. Không được. Và phạt bóng an toàn. Đó là sẽ quả là đá biên. Đây là Văn Tuấn. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, nếu như các cầu thủ Lộc Thịnh FC mà có được trận thắng ngày hôm nay thì họ sẽ có phần quà trị giá 15 triệu Việt Nam đồng của chúng ta. Tình huống dứt điểm thẳng. Đó là tình huống đánh đầu của Phạm Hoài. Ở trong khung gỗ thì Văn Hoàn vẫn đang thi đấu khá hay. Anh đang vừa giữ vững được thành quả của đội bóng mình. Trường Sa Huy đã có tiếng còi.
Đó là tình huống phạm lỗi của Phạm Hoài. Quả đá vặn check sang hành lang cánh trái. Và đứng trước bóng lúc này không ai khác chính là Sĩ Tùng. Sĩ Tùng vẫn đang chơi rất nổi bật trong màu áo của Lộc Thịnh FC. Lộc Thịnh vẫn đang là các thủ Lộc Thịnh FC. Trường Sao Vy, Trường Sao Vy rất mạo hiểm. Đó chỉ là tình huống đá biên dành cho các cầu thủ áo hồng. Trận bán kết chỉ còn cách các cầu thủ Lộc Thịnh FC ít phút nữa thôi. Vâng, như vậy là sẽ có 2 phút bù giờ. Sẽ có 2 phút bù giờ dành cho các cầu thủ Thúy Sơn. Họ còn phải khẩn trương. Có lẽ ở trong họ sẽ chơi bao lầy. Họ sẽ chơi bao lầy ở những phút tiếp theo. Đúng là các cầu thủ Thúy Sơn họ còn phải chơi bao lầy. Họ sẽ phải chơi tiếp theo tất tay. Họ sẽ phải đánh canh bạc tất tay ở những phút cuối cùng. Và chính xác hơn là ở những phút bù giờ. Đúng là cần phải chơi bao lầy. Không có Diễu Nghiêm. Không được. Đó, tỉnh của phát bóng lên. Chắc chắn là cao thủ Lộc Thịnh FC họ sẽ phá bóng càng xa càng tốt. Đúng là những phút cuối không dành cho những người yếu tim. Vẫn còn. Trận đấu đang diễn ra quá căng thẳng. Không được. Thời gian vẫn còn. Còn nước là còn tắt. 30 chưa phải tết. Chúng ta hãy chờ xem. Và lại bóng tốt. Văn Tuấn. Phạt vào bóng an toàn. Sĩ Tùng vẫn đang chơi tốt. Chỉ có một đội sẽ bước vào trận bán kết mà thôi. Không được. Đã có tình huống phạm lỗi. Và sẽ có quả đá phạt dành cho cầu thủ Thúy Sơn. Vẫn còn. Vẫn còn thời gian. Và áp sát của Văn Tuấn. Ôi, Văn Hải. Chân tay. Không vào. Vẫn còn. Vẫn đang là cầu thủ giành. Văn Hải. Vẫn đang là Văn Hải. Phải lấy bóng quá hay của Văn Tuấn. Chúng ta hãy chờ xem quyết định của ông trọng tài. Như vậy là đúng lúc này ông Văn Thắng đã nổi quả kết thúc trận tứ kết giữa Thúy Sơn và Lộc Thịnh FC. Xin chúc mừng các cầu thủ Lộc Thịnh, họ sẽ bước vào trận bán kết. Cũng phải dành lời khen ngợi cho Thúy Sơn khi mà họ cũng đã chơi tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Những sự nỗ lực của Phạm Kiệm hay là Văn Huy cũng như Phạm Thúy hay là Phạm Hoài cũng không thể giúp cầu thủ Thúy Sơn có được tấm vé vào chơi trận bán kết. Văn Tuấn đã chơi quá hay. Và đây đúng là một show diễn của Trương Sa Vy. Cầu thủ áo số 6 anh đã có một cú bốc cờ. Và buổi tường thuật của chúng tôi cũng đến đây cũng xin tạm dừng. Và chúng ta sẽ hẹn lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.